Từ ngày 1 tháng 7 cắt các liên lạc thuê bao phát tán cuộc gọi rác làm khổ người dùng. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Từ ngày 1 tháng 7, các nhà mạng sẽ triển khai các biện pháp chặn chiều gọi đi ở những thuê bao thực hiện cuộc gọi rác. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 2568, CVTTNTK ngày 29 tháng 6 về việc thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác, gửi tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Mục tiêu nhằm ngăn chặn tình trạng các cuộc gọi rác quấy rối, gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người dân. Đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững, lành mạnh. Cục Viễn thông cùng các doanh nghiệp đã thống nhất 5 tiêu chí để xác định cuộc gọi rác, bao gồm tần suất thực hiện cuộc gọi, tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn, tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn, tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ và đặc điểm hành vi sử dụng. Cục Viễn thông cho hay, các tiêu chí này được sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu, Big Data, và máy học, Machine Learning, để nhận diện thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác. Theo đó, các nhà mạng sẽ lần lượt triển khai việc cắt liên lạc với thuê bao thực hiện cuộc gọi rác. Cụ thể Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, nhà mạng Viettel sẽ triển khai biện pháp này để ngăn chặn cuộc gọi rác từ ngày 1 tháng 7. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Vinaphone và Tổng công ty Viễn thông Mobilephone sẽ áp dụng triển khai trước ngày 1 tháng 8. Doanh nghiệp còn lại gồm Viễn thông Di động Việt Nam Mobile, Viễn thông Đông Dương, Viễn thông Hà Nội, Hạ tầng CMC, Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Viễn thông FPT triển khai trước ngày 1 tháng 10. Cùng với các tiêu chí kể trên, Cục Viễn thông cũng đã đưa ra cách thức để nhà mạng ngăn chặn cuộc gọi rác theo 4 bước. Trong đó, ý kiến phản hồi của khách hàng phải nhận cuộc gọi nghi ngờ là cuộc gọi rác đóng vai trò quan trọng. Cụ thể khi nghi ngờ thuê bao phát tán cuộc gọi rác, nhà mạng phải thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng đã nhận cuộc gọi nghi ngờ cuộc gọi rác. Việc thu thập phản hồi này thực hiện qua tin nhắn và khách hàng có thể trả lời bằng cách nhấn nút có hoặc không. Các thuê bao phát tán cuộc gọi rác sẽ bị nhà mạng chặn chiều gọi đi nếu số lượng phản hồi, theo quy định, càng nhiều càng tốt từ khách hàng. Cũng theo Cục Viễn thông, việc nhà mạng thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác là trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng và phù hợp với quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo các quy định hiện hành, nhà mạng phải xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng. Đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các hành vi quấy rối trên. Trong đó, các nhà mạng phải có trách nhiệm từ chối cho tổ chức, cá nhân, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng, ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nhà mạng không thực hiện biện pháp ngăn chặn cuộc gọi rác thì có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Để chuẩn bị cho việc thực hiện biện pháp cắt liên lạc với thuê bao phát tán các cuộc gọi rác, các nhà mạng sẽ nhắn tin thông báo trước về việc này cho tất cả thuê bao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh. Hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.